Lời cảm thán của Facebooker Nguyễn Tiến Tường về việc Bộ trưởng Dũng khoan vội thoái thác. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói với báo Tiền Phong về 9 người trốn lại Hàn Quốc. Tôi đã kiểm tra kỹ, họ không liên quan gì đến tôi. Do phía công an điều tra nên danh tính ra sao không thuộc thẩm quyền công bố của bộ nữa. Ông Dũng, ông lại khéo đùa. Ông quên rằng đích thân ông hôm trước nói với báo giới là đã giữ hộ chiếu đoàn khi sang Hàn Quốc à. Khi về máy bay lọt lại 9 người, nghĩa là bộ biết sự thật và không đã động gì gần một năm nay. Nếu báo chí Hàn Quốc không lên tiếng, thì công an có vào cuộc không? Và nếu công an không vào cuộc, thì bộ trưởng có lên báo tiền hậu bất nhất như vậy không? Lại nếu chính người kia là cán sự đoàn hoặc doanh nhân có tiếng, có lẽ đoàn nếu không đợi ở sân bay thì đã nháo nhào đi tìm như gà mẹ lạc mất con khi về nước rồi. Bộ trưởng Dũng có thể vô can, tâm bộ trưởng quan tâm làm gì mấy mánh mung bé mọn này, nhưng với trách nhiệm bộ trưởng, ông không thể nói như chuyện xảy ra ở hành tinh khác. Cho dù là công an vào cuộc, thì không thể lấy sự khốc hại nếu có dành cho chính người kia mà khỏa lấp sai sót của các cơ quan liên quan. Cái dư luận cần biết là ai đã đưa họ lên máy bay và trong vai trò nào. Tôi không tin một người có đủ thanh thế đường đường chính chính lên máy bay lại có thể chấp nhận sống chui tại nước bạn. Có thể Bộ trưởng Dũng không biết, nhưng chắc chắn phải có khâu nào đó nhắm mắt làm bừa. Nhà dột từ nóc, con hư tại mẹ. Đảng cũng đã có cương lĩnh rõ ràng, quy trách nhiệm cũng quy từ trên xuống. Bộ trưởng không thể khoát tay nhẹ tên như không có gì. Chưa cần nói đến trách nhiệm, một sự kiện gây tổn thương tự trọng quốc gia mà không có một ai xin lỗi lấy một tiếng để vỗ về nhân dân rồi mới hạ hồi phân giải, hết nói như nói mớ rồi lại đánh bùn sang ao. Lãnh đạo như vậy thì làm sao dân tin được ở ông bộ trưởng.